Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 13 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi bão số 5 vừa gây ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta, thì theo dự báo mới nhất, miền Trung nguy cơ có thể tiếp tục phải đón thêm một cơn bão nữa trong tháng 9 này. Thông tin cụ thể chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sau ít phút nữa. Trước tiên sẽ là tin cập nhật về áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5. Hồi 19 giờ đêm qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc, 109,1 độ kinh đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 tới 50 km/h giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Trong đêm qua, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển. Đến sáng sớm ngày hôm nay, nó mới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất vùng trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Trong sáng sớm ngày hôm nay, khu vực từ vĩ tuyến 14,5 tới 16,5 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 110 độ kinh đông vẫn có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền, bão số 5 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ, gây mưa rất lớn trên diện rộng suốt từ đêm ngày 10 tháng 9 tới nay, nhất là tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi với tổng lượng mưa phổ biến trong 3 ngày qua từ 200 tới 400 mm, có nơi từ 700 tới 800 mm. Hiện mực nước tại các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, thậm chí là cả Kon Tum và Gia Lai đang tăng lên. Đỉnh lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy dưới mức báo động 2 0,4 m, sông Đắk La tại Kon Tum trên mức báo động 2 0,35 m. Còn đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Nam ở dưới mức báo động 1. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 tồn tại lâu ở khu vực ven biển, trong hôm nay và ngày mai, Trung Bộ vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, chủ động kiểm tra, rà soát, di dời dân cư khỏi khu vực ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để xảy ra việc lũ chồng lũ. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, chịu tác động của gió mùa tây nam và hoàn lưu suy yếu ở khu vực phía bắc, cho nên là khu vực này vẫn còn có mưa rào và dông với lượng mưa từ 20 cho tới 50 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa dông tập trung vào chiều và tối. Do có mưa nên nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên chỉ dao động từ 27 tới 29 độ, còn tại các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ là từ 31 tới 33 độ. Trong khi miền Trung, miền Nam đã có mưa lớn thì ở miền Bắc vẫn trong giai đoạn không mưa, ngày trời có nắng với nhiệt độ dao động theo ngưỡng từ 32 tới 34 độ, có nơi cao hơn. Thời tiết có phần oi bức vào khoảng thời gian trưa chiều. Sau đó thì từ đêm nay, Bắc Bộ dự báo cũng sẽ xuất hiện mưa dông, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Sơn La, Hòa Bình, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Bão số 5 đã suy yếu thì từ hôm nay, bão Chan Thu sẽ bắt đầu đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ngoài ra thì qua quan sát trên các mô hình dự báo, sau khi bão số 5 đổ bộ thì trong tháng 9 Trung Bộ có khả năng sẽ đón thêm một cơn bão nữa vào những ngày cuối tháng này. Cụ thể theo Trung tâm Khí tượng IGFS, vào ngày 21 tháng 9, trên vùng biển Philippines sẽ hình thành một vùng áp thấp mới. Dự báo trong những ngày sau đó, áp thấp này sẽ nhanh chóng mạnh lên thành bão, đổ bộ vào đất liền Philippines theo ngày 24 tháng 9, sau đó tiến vào Biển Đông để trở thành cơn bão số 6 và ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền miền Trung nước ta trong ngày 27 tháng 9. Tuy nhiên trên đây mới chỉ là dự báo xa, mô hình có thể sẽ còn thay đổi nhiều. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị trong các bản tin cảnh báo bão sớm hàng ngày của kênh.